Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko đến thăm Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 23, Việt Nam Expo 2023 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức tại Hà Nội. Khu gian hàng của Liên bang Nga tại Hội chợ Việt Nam Expo 2023 do Tổ chức Xúc tiến Xuất khẩu Liên bang Nga chủ trì tổ chức với quy mô 450m2 của 26 doanh nghiệp tập trung trưng bày giới thiệu các sản phẩm thực phẩm chế biến như bột mì, dầu thực vật, ngũ cốc, bột yến mạch, thịt bò, vật liệu công nghiệp, điện tử, dịch vụ vận tải hàng hóa, v.v. Hiện Việt Nam là quốc gia đầu tiên và duy nhất trong khu vực có Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, gồm 5 nước, trong đó có Liên bang Nga. Hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga đã được hưởng những lợi ích đáng kể từ Hiệp định này. Để khai thác các ưu đãi từ Hiệp định, theo các chuyên gia, doanh nghiệp hai nước cần chủ động kết nối, trao đổi thông tin, nắm rõ nhu cầu và thị hiếu của thị trường, tham gia tích cực các hoạt động xúc tiến thương mại của hai nước để kết nối giao thương hiệu quả, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư cụ thể.